Có nhiều người hay nói là kể để coi còn bao nhiêu lâu hay chừng nào chia tay. Anh nói cũng được, nếu mà năm sau chia tay thì ít nhất tôi cũng có 10 năm rồi đó. Mình đâu có biết được trước được, hay là 15 năm sau, 20 năm, mình đâu có biết trước được. Nhưng mà cứ nói là bây giờ thà em có trong đời 3 năm yêu còn hơn không có năm nào, 3 tháng yêu còn hơn không có tháng nào. Thì phải cảm ơn anh đã dành thời gian để ngồi đây để mà có thể bên em có thể phỏng vấn được anh Thái Công. Đầu tiên thì người ta nói anh Thái Công đã có rất là nhiều thứ, có tiền tài, có danh vọng. Vậy thì xin được phép hỏi anh một chút về vấn đề tình cảm của anh một chút xíu đi. Anh và anh Huy đã quen nhau được rất là lâu rồi. 10 năm. Đúng 10 năm, tháng 10, tháng 9 là đúng 10 năm luôn. Đầu tiên là chúc mừng trong một cái chặng đường rất là đáng tự hào. Cảm ơn em. Dạ, anh với em cũng kết hôn rồi. Dạ. Dạ vâng. Vậy thì không biết là qua cái chặng đường 10 năm đó thì anh và anh Huy đã trải qua những kỷ niệm nào thăng trầm với nhau? Có anh có thể chia sẻ bật mí hoặc là có thăng một cái kỷ niệm là gì đó là sâu sắc ha? Một cái kỷ niệm thăng trầm hay là có một cái kỷ niệm gì đó mà hai người giống như là một cái trận cãi nhau thật là lớn, hay là có những phút giây thật là thăng hoa? Anh nói với em là anh không thể nói được luôn. Em biết vì sao không? Tại anh với anh Huy là gần 24/24 chung với nhau 10 năm qua. 24/24 luôn á. Có nghĩa là có nhiều người á, là vợ chồng là thí dụ một chồng đi làm, vợ đi làm rồi tối về gặp nhau, hay là ông chồng đi công tác. Còn anh là gần như là cái gì cũng làm chung hết trơn. Bây giờ làm chung có nghĩa là chỉ có thời gian không chung là Huy sáng sớm đi đánh tennis, hay là tối đi gym. Mà gần như là có nghĩa là 20 năm vừa qua, nếu mà cộng lại giống như ba má anh á, ba má anh cũng nghĩ có nghĩa là sống cả chục năm mà không chưa bao giờ rời nhau. Thì anh với Huy gần như giống vậy luôn á. Có là Huy lại đang ngồi văn phòng, rất nhiều khi ở trong cái nhà mình không gặp nhau, nhưng mà đi làm Huy là đi cái xe Porsche Cayenne đi trước, còn anh là đi xe Porsche 911 sao. Mà đi về á thì trợ lý đi cái xe Porsche Cayenne đi về, còn đi về thì đi chung với anh. Thì đi giờ là trước đi về, còn hai người còn đi ăn nữa rồi mới đi về nhà. Có nghĩa là nó cứ vậy hoài luôn á, 10 năm vừa qua. Bởi em hỏi cái gì mà đặc biệt anh không nhớ được, tại nó quá nhiều. Và đi du lịch thì anh cũng không biết đi bao nhiêu địa điểm trên thế giới này rồi, không đếm được luôn. Vậy thì là với cái quá trình 10 năm mà luôn có nhau như Sam như vậy thì anh cảm thấy mình đã có gì thay đổi sau khi kết hôn? Cái câu này hay nha, coi thử không? Cái nhiều người cũng có đặt câu hỏi cái anh ấy nó có gì khác đó em? Ông biết, có nghĩa là mình quen nhau 10 năm, thật sự là tự nhiên có cái tờ giấy mình ký nhau. Và em biết là cái luật lệ ở bên nước Đức là người ta cho phép ký giấy không, ở Việt Nam là chưa có. Và cái luật lệ nó cũng khá hay, có nghĩa là nó có nhiều thứ trong trọng. Ví dụ bây giờ mà ở bên Đức, anh với Huy mà Huy anh bị tai nạn đi, anh vô bệnh viện và anh bị bất tỉnh, thì hai người đi du lịch hay là đi du lịch ở bên Mỹ cũng được nữa, bên Pháp cũng được nữa, thì Huy phải chạy vô bệnh viện nói là chồng tôi do bệnh viện đang bất tỉnh và người ta cần một cái quyết định gì đó, thì Huy không làm được nếu mà không có kết hôn, đúng không? Đó, Huy là chỉ một cái người bạn thôi, cái người thân, có nghĩa là và là vợ hay chồng hay là có thể đứa con, chứ là cậu gì cũng không được luôn, đúng không? Có ngay lúc đó thì Huy mới là người chồng có giấy tờ, đây là chồng của tôi, và lúc đó được vô phòng bệnh viện. Cái đó nó cũng một cái hay, nó là một cái sự công bằng và hứa hẹn với nhau. Thí dụ bây giờ mà bây giờ anh nói với Huy là nếu bây giờ ký hết cái hôn rồi nha, thì đừng có nghĩ tới cái chuyện ly dị nha. Cái chuyện ly dị nó rất là mắc công ở bên Đức. Có nghe cái này không phải là ngẫu hứng mà ký kết hôn đâu. Vì ở bên Đức mà muốn ly dị là không phải là chuyện dễ. Có là kết hôn rất là nhanh nha, nhưng mà ly dị rất là khó. Bởi vậy cái này là nó sẽ cũng thay đổi một chút xíu, là mình sẽ kết nối với nhau, mình đã hứa hẹn mình sẽ chăm sóc cho nhau, mình sẽ sống chung với nhau, mình sẽ một cặp nhau, và tất cả gì xảy ra là mình chịu trách nhiệm cho nhau. Cái đó là cũng một cái hay, có thể cảm giác nó hơi khác một chút. Còn trước đây nói bạn trai đúng không vậy kia thì là một cái gì đó nó thân thuộc hơn với nhau, kết nối hơn thì nó sẽ khác, đúng không? Và anh Thái Công là một người rất là yêu cái đẹp, và anh Huy cũng là một người rất là điển trai, và rõ ràng hai người đến với nhau cũng là một cái điều rất là hợp lý thôi. Nhưng mà ngoài cái vẻ điển trai đó, ngoài cái vẻ bề ngoài đó, thì điều gì ở anh Huy khiến cho anh thấy công thú hút đến như vậy? Thu hút hả? Huy rất là bình tĩnh và cũng
Không có kiểu mà hơi over thích quá hay là over cứ nó cứ trùng trùng vậy đó. Anh với Huy nó cũng cái nó cũng hay. Nhiều khi anh thấy cặp đôi ấy là nhiều khi mà em mới đầu quen nhau yêu yêu đậm đà luôn gì đó, yêu yêu mà anh có nhiều bạn á mới yêu nhau nha, mà yêu riết mà anh không đi ăn với mấy tên nó luôn á, không đi ăn được luôn á, ngồi ăn cái hai đứa ngồi hôn nhau vậy đó. Có nghĩa là hay là mình mời nguyên một cái bàn ăn 8 người nha, mà 2 người không nói chuyện khác, 2 người cứ ôm nhau mà hôn, mà ly dị cũng rất là mau luôn. Có nghĩa là lúc mà yêu yêu lắm mà chia tay cũng chia tay rất là mau. Thì bởi vậy nó nằm một cái trong một cái chất số lượng cái tầm nó cũng trung bình, nó đều hơn. Còn dĩ nhiên Huy thì anh lúc nào cũng nhìn hết trơn. Có nhiều khi á có thể em mua một cái bức tranh rất là đẹp em treo ở trong nhà em, một ngày đó em không thấy bức tranh này nữa tại nó quen con mắt em rồi. Nhiều khi em mua cái áo mới mà em thích lắm, hay là cái đôi dài hay cái đầm thích lắm, em về em cứ nhìn nó hoài à. Cái một ngày đó quen em quen em không có nhìn nó nữa, em không có đẹp. Còn Huy á là sau 10 năm anh cũng còn nhìn, anh thấy đẹp trai nha. Biển Đúng không? Có nghĩa là anh nhìn anh cũng rất là thích và rất là yêu. Có là cái anh của mình có tập mình phải nhìn nữa, mình phải nhìn thấy trước mặt mình chứ mình không nói nó là một cái sự bình thường. Thì anh với Huy cũng tập nhau nhìn với nhau, thấy cái con mắt tập trung. Có một cái đề tài này, anh mới vừa xem cái phim ở bên Đức, tại vì em biết anh là coi phim tiếng Đức không à? Và trên Đức Đức là có nhiều cái chương trình nó làm phóng sự cực kỳ hay luôn. Thì có một cái chương trình nó đặt câu hỏi là nếu mà cái mình yêu nhau, cái cảm giác mà falling in love á, tiếng Việt falling in love là gì? Yêu gọi cái cái là cái ban ngày ban đầu lúc mà mình còn những ngày đầu yêu cái nhau, lúc mà con bướm bướm nó còn bay trong bao tử bông bông đúng không, lúc mình còn đeo mắt kính hồng, cái lúc mà mình còn fall in love, lúc mà mình không ngủ được không ăn được mình cứ nhớ đến người đó đúng không, và cái người đó làm cái gì mình cũng khen hết trơn á, bây giờ người ta làm cái xấu xấu mình cũng thấy nó bình thường đúng không. Đó thì cái cảm giác là fall in love, thì người ta hỏi như vậy cái cảm giác này á vì sao khoảng 2 năm sau hay là 1 năm ăn thêm mọi người nó sẽ dần dần nó xuống đi và nó biến mất đi đúng không, thì có cách gì mình giữ cái cảm giác này mãi mãi được không? Sao em nghĩ được không? cá nhân em là một người trẻ thì em thấy rất là khó, thấy rất là khó để mà giữ cái cảm giác mà yêu nồng cháy, tại vì hết tình thì sẽ còn nghĩa, em là được dạy cái điều đó, hết tình thì sẽ còn nghĩa, nghĩa với nhau là nghĩa về những đứa con, về gia đình, về trách nhiệm, nhưng mà để còn yêu sâu đậm thì em chưa trải qua một tình mối tình nào như vậy, Em chưa bao giờ tình yêu ao sao rồi mấy chừng có nhưng mà nó cũng không đến đâu cả, nó chỉ là những cái mối tình trẻ con hả? đó. Không, cái trong cái phim này người ta có nói là cái đó mình có thể mình luyện được, mình luyện được mình giữ cái yêu cũng lâu dài hơn. Thì hình như trong cái phỏng vấn vừa qua anh cũng mới vừa kể cốt truyện rồi, anh có nên kể lại không ta? Ok. Tại anh mới vừa coi cái phim này thấy hấp dẫn quá chừng. Anh hồi sáng này anh cũng coi cái phim đó thì anh mới nhìn hai con chó của anh á. Anh chó anh là nó 10 tuổi, 11 tuổi rồi. Anh nhìn nó anh cũng yêu nó như ngày đầu luôn, anh thấy nó super dễ thương luôn á. Anh thầm nó ngồi mà nó cứ dòm anh nhìn nó super dễ thương, anh muốn ôm nó hôn nó gì đó. Nó dễ thương có là 10 năm sau anh cũng yêu nó như là lúc mà nó còn 5 tháng, lúc nó còn 5 tuổi đi chăng không thay đổi. Hiểu không? Có là cái tình yêu nó không thay đổi đó. Bởi vậy nếu mà vợ chồng với nhau không phải là đối tác làm ăn, không phải là nhân viên của mình, hay là không phải những gì mà mình đi ngồi mình đi phê bình. Trong cái bài đó nói như vậy đó. Nói là mình phải học đừng có chê bai người mình yêu quá. Đừng có đem ra chê quá. Cái gì mình cũng đặt câu hỏi hết trơn. Riết làm sao mình yêu nổi, người ta yêu nổi mình lại được. Thì ngoài cái yếu tố đó còn có những cái bí quyết nào mà khiến cho anh và anh Huy có thể duy trì một cái mối quan hệ nó đến 10 năm như vậy, một thập kỷ như vậy? Sự tôn trọng lẫn nhau điều rất là quan trọng. Thì anh với Huy cãi lộn với nhau trong vòng chỉ thời gian rất là ngắn, 5 tới 10 phút là kết thúc, và cũng không có lớn tiếng, cũng không có dùng những cái lời mà xúc phạm, không những cái dùng cái lời mà sau đó mình hối hận. Cái điều rất là quan trọng, có nghĩa là phải giữ bình tĩnh, biết cái điều đó, và sau đó mỗi người đi một chỗ im lặng cả ngày vậy đó, không nói chuyện cả ngày vậy đó, mà sau cái trở lại bình thường.
Thì cái đó cũng một cái điều mà mình phải học quan hệ với nhau, một phải học cái relationship với nhau. Thì anh nghĩ cái đó là mình phải học, chứ không phải là mình nghĩ con người mình biết yêu. Bây giờ cái xã hội nó rất là phức tạp, và bác sĩ tâm lý cũng ra tìm nhiều thứ người ta giải quyết được. Vậy thí dụ hôm nay cũng có bác sĩ tâm lý về hôn nhân, thí dụ em muốn ly dị thì em phải tới bác sĩ tâm lý trước khi em được ly dị, và người ta có thể kết nối lại cho hai vợ chồng, kết nối lại. Thì thấy không, bởi cái hôn nhân mình phải học như là học hát, học đờn, học một cái tiếng nói vậy đó. Thì mình cũng học phải cái tiếng nói tình yêu, học cái tiếng nói quan hệ với nhau. Thì có thể nếu mà hai bên mà hiểu cái cách đối xử với nhau á, thì có thể kết nối lâu dài được. Còn không thôi, một người, nó có một cái quyển sách luôn á, 5 tiếng nói tình yêu đó. Thì thí dụ một người nói cái này mà mình nghĩ là người này hiểu mà người này hiểu khác. Mỗi người có một cái ý nghĩa khác nhau. Thí dụ nói là anh yêu em, em yêu anh, mà cái anh yêu em nó có nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn, đúng không? Hay là cái tiếng nói tình yêu là thí dụ từ một cái món quà. Thí dụ em cứ nghĩ là chồng em là mỗi lần về là tặng em bó bông, mà nghĩ là em vui, mà lần nào cũng về 11 giờ khuya mới về hết trơn á, mà thật sự em đâu có cần cái bó bông, em thích ảnh về sớm hơn chút xíu. Cái đó là cái, cũng là một cái tiếng nói, cũng một cái cách thể hiện với nhau ra sao. Nhưng mà physical touch hay là một cái món quà gì đó tùy vào cái ngôn ngữ tình yêu của mỗi người. Đúng rồi ạ. Có nhiều người thích quà, có nhiều người thích kim cương, mỗi người không thích kim cương mà cứ tặng kim cương hoài, không biết, tôi không cần. Tôi chỉ cần một cái. Và trong cái phim này nó có một hay, có hai cặp đồng tính, hai người đàn ông này quen với nhau 42 năm em. Dễ sợ. Quay bây giờ ổng là quay từ 20 tuổi mà hai bây giờ là hơn là 60 tuổi rồi em, mà cũng còn quen nhau. Mà ổng nói hai người vì sao có kết nối. Ông nói chỉ có cái này thôi mà tôi thương anh lắm luôn á, chỉ có một cái này thôi. Cái gì? Sáng sớm nha, một ông làm thầy giáo, sáng sớm đi làm á, là ông hát á, là thức, ông đi làm 8 giờ thì ông này thức dậy 6 giờ rưỡi, xong rồi là chét bánh mì, rồi bơ, rồi nấu cà phê, rồi đem vô giường đó. Rồi cái ngày nào cũng vậy trơn, mà chỉ có đó là yêu lắm luôn á. Có nghĩa là một cái nhỏ nhỏ, không cần đem kim cương, nhưng mà mỗi buổi sáng đem một cái tách trà, một tách cà phê, một cái bánh nhỏ vô giường, như vậy mà thấy yêu. Nghe không? Đó. Cũng như anh Huy cũng có một cái cốt truyện nhỏ vậy nè. Nhiều khi lúc mà anh quen nhau á, thì anh xuống vô nhà thuốc tây, anh mua thuốc, anh thấy anh có cái cục kẹo hay cái bánh này ngon á, hay là anh cái mua, hay là cái kem, cái anh chạy ra nói nè mua cho em cái bánh nè, cái kem nè. Cái Huy nói muốn em không ăn đâu, ngọt lắm, không ăn đâu. Đó. Cái tiếng anh bị giận, hiểu không? Tại cái lúc mà anh đi mua thuốc cho anh á, mà anh nghĩ tới bạn trai anh. Và nói anh muốn mua thuốc mà anh không tập trung mua thuốc, mà anh nghĩ ô cái này chắc là Huy thích nha, nói anh mua để anh tặng nhỏ nhỏ, thì mới anh mới đem qua anh tặng. Mà Huy không thấy cái đó, nó không thấy được cái sự mà anh bỏ ra thời gian, anh nghĩ đến và anh mua, anh tặng. Thì anh cũng giải thích cái điều đó, Huy cũng đúng rồi anh, vậy em sai. Thì bởi vì em thấy nhiều khi cái ngày lễ mà Valentine's á, hiện nay cái là thay là cái nghề tình nhân đó, người ta cứ tưởng là người ta phải đặt tặng kim cương hay là cái gì, thật sự là rất là sai lầm. Cái ngày đó là có thể em lượm một cái cục đá ngoài đường á, em rửa cho sạch rồi em lấy màu đỏ em sơn lên, rồi em bỏ cái hộp em tặng, cái đó là tình yêu đó. Cái đó em bỏ lượm cái cục đá, em lựa cục đá nào nó đẹp nhất, em đi mua sơn mua cỏ, em về em sơn, em làm ra em tặng cái cục đá. Như vậy nó nhiều khi nó giá trị nhiều hơn là em ra tiệm em mua cục kim cương. Ok, có nhiều nói tôi thích kim cương hơn cái cục đá sơn. Kim cương hơn cả. Rồi có nghĩa là không phải lúc nào phải cần một cái món quà mà nó to lớn như vậy. Có nghĩa là chúng ta phải học cũng tôn trọng những cái nhỏ nhỏ. Cái đó nó cũng quan trọng cho cái mối quan hệ. Đó. Cái đó anh cũng với Huy cũng phải luyện luôn. Nhiều khi bày anh với Huy là càng ngày tài chính càng ngày càng phát triển nhiều, tự do hơn. Bây giờ đi vé máy bay không giống như hồi xưa nữa, mà vé máy bay phải first class rồi ngồi riêng, đúng không? Nhưng mình nói thì mình nói first class này nó không bằng cái first class kia, cái first class này cái champagne không phải uống cruise mà chỉ uống dom thôi, đúng không? Cái gì mình cũng chê được chứ, thì bao nhiêu mà đủ đó. Thì phải tập khen, anh bắt là tập khen một chút xíu. Anh nói wow sướng quá, hôm nay mình bằng cái gì mình cũng được khen được hết á, phải tập khen một chút xíu, tập khen cái gì mình đang hưởng thụ mình có, mình khen một chút xíu. Thì cuối cùng á là anh thấy không, phải hai người phải
hiểu, tôn trọng những cái gì nho nhỏ nó xảy ra trước mặt mình. Anh và anh Huy cũng đồng hành với nhau rất là nhiều về cuộc sống và hiện tại cũng đang cùng với nhau làm công việc nữa. Làm từ ban đầu luôn, từ làm ngày quen tới giờ. Từ ngày khởi nghiệp luôn mà từ những. Không, từ ngày mà anh quen Huy luôn rồi. Là làm chung rồi. Dạ vâng, là cũng là 10 năm. 10 năm rồi. 10 năm thì là cả hai cùng phải đang xây dựng sự nghiệp cho mình. Vậy thì có lúc nào mà anh lo lắng là tổ ấm của mình nó sẽ không được vung vẻ, tức là không có được êm ấm, hay là mỗi người đều quá tập trung vào sự nghiệp và không tập trung được cho gia đình của riêng của mình? Không, tại vì cái ngày hôm nay nó đã tốt rồi thì mình không cần nghĩ ngày hôm sau nó đã xấu. Và mình làm cái gì tốt nhất trong ngày hôm nay thì ngày mai nó sẽ tốt tiếp tục. Với cái tư duy đó thì mình phải cố gắng làm tốt nhất có thể, đúng không? Tại hôm nay là mà cái công ty anh với Huy là cùng nhau xây dựng lên, và những cái việc mình đang làm đây là mình cũng cùng nhau phấn đấu, mà mình cái niềm đam mê mình theo dõi. Và vì anh không có cần nghĩ tới cái ngày mai nó sẽ xảy ra gì hay là trong tương lai ra làm sao. Còn nếu mà có nhiều người hay nói là kệ để coi còn bao nhiêu lâu hay chừng nào chia tay, anh nói cũng được. Nếu mà năm sau chia tay thì ít nhất tôi cũng có 10 năm rồi đó, đúng không? Mình đâu có biết được trước được, hay là 15 năm sau, 20 năm, mình đâu có biết trước được. Nhưng mà cứ nói là bây giờ thà em có trong đời 3 tháng yêu còn hơn không có tháng nào, 3 năm yêu còn hơn không có năm nào, đúng không? 30 năm yêu còn không có năm nào. Làm sao cứ nói là ủa cần bao nhiêu lâu, tại sao đừng suy nghĩ cái điều đó. Hưởng ngày nào hưởng ngày đó, đúng không? Hiện tại nhiều hơn. Hưởng ngày nào nữa đó, mình hưởng hôm nay, mình không có đau người trên mình thấy bình thường. Nhưng mà cái bữa nào mình đau đi, mình mới tiếc cái ngày hôm qua mình sao không tận hưởng, sao mình không thân thức cái bữa đó. Đúng không? Giống như anh cũng có nhắc đến ở những câu trả lời trước, tức là nhu cầu của con người luôn tăng cao. Vậy thì đến bây giờ anh thấy không còn thiếu điều gì trong cuộc sống của mình nữa không? Dạ, cái sự tham lam nó không có kết thúc mỗi người, đúng như vậy. Nếu mà thiếu có nghĩa là anh ngồi đây nói ồ tôi thiếu quá, tôi không là thiếu quá, thì nó không có, đúng không? Có là nhưng mà em không nói ô tôi đủ quá thì tôi không cần phát triển, nó cũng không đúng. Có nghĩa là em không phải là ngồi gọi là túng thiếu, nhưng mà cũng không phải là ngồi làm biếng mà cũng không muốn phát triển, cả hai cũng không có hết. Nó cũng anh cũng không có đặt câu hỏi bây giờ là thiếu cái gì hay là anh muốn cái gì, nó sẽ phát triển tự nhiên. Cũng như bây giờ hồi xưa anh với Huy đi hạng business class là cũng đã mừng rồi. Rồi bây giờ có tiền nhiều hơn thì bây giờ mình đi hạng first class, mình đi Singapore Airlines, đi hạng suite class. Sắp có là private jet luôn. Private jet thì một cái đề tài nó rất là nhiều tiền nha. Và nếu cái đó thì anh sẽ đặt câu hỏi anh có muốn giàu như vậy hay không? Thì anh có trả lời hôm nay anh không muốn. Anh nói sẵn luôn là anh không muốn làm tỷ phú. Không muốn. Nếu mà anh làm tỷ phú thì anh phải bỏ hy sinh rất là nhiều thứ. Tương nhiên từ công việc, thời gian, mọi thứ thì có thể là anh muốn tập trung cái việc, có thể là muốn làm một cái tỷ phú. Tỷ phú nghĩa là em phải có số hơn 1 ngàn triệu đô la. Em mới làm tỷ phú đô la là hơn 1 ngàn triệu. 1 ngàn triệu đô la. Thì anh nói tôi không cần 1 ngàn triệu đô la. 1 ngàn triệu đô la em không có, em chết em xài còn không hết nữa. Anh không cần. Và cái con số này nó phi thực tế. Hồi trước đây 100 năm trước không có ai mà sử con số đó chứ. Vì hôm nay vì bất động sản, vì Bitcoin, vì stock exchange người ta mới có một con số này, hay là người ta viết một cái phần mềm người ta được ra một cái con số gia tài này. Nhưng mà cái số gia tài này thực ra là phi thực tế. Em không thể xài được. Nếu mà em làm việc như người bình thường thì em không xài được một con số đó. Vậy đến đây hỏi anh có cần private jet hay không? Chắc anh không cần hiện tại hôm nay. Vì nếu anh muốn có private jet hôm nay thì anh phải làm nhiều tiền hơn nhiều lắm luôn á, thì anh mới mua cái private jet được. Và nó còn nhiều cái khác phức tạp hơn nữa. Nhưng mà nó, thì bây giờ nói vậy, cái yêu cầu của mình nó phải gần gũi đến mình, chứ nó đừng có xa quá, nó phi thực tế quá. Mình nghĩ người khác có private jet mình phải có private jet. Không, anh cái ước mơ của anh á phải đạt được gần đây, chứ ước mơ mà nó xa quá nó cũng làm cho em bị phân vân, em sẽ bị không có phi thực tế và em cũng sẽ thất vọng và em cũng không phát triển. Cũng như lúc mà anh hồi trẻ 20 tuổi á, anh ở bên Đức mà được bay đi Thái Lan á, mà mua được cái vé economy á, là anh mừng lắm rồi đó. Là ồ oh, wow, được đi Thái Lan đi tắm biển mừng muốn chết, đúng không? Đó, thì lúc đó anh cũng đâu có nói ồ tôi muốn gì, tôi được bay Singapore Airlines giá tới 500 triệu cho hai người, đúng không? Đồ, đâu có bao giờ nghĩ đến. Tại cái lúc đó đâu có số tiền đâu mà mình nghĩ đến. Thì hôm nay anh cũng đâu có số tiền mà để mua một cái private jet.
đúng không? Anh cũng không cần để cái private jet đó để nói là tôi là bây giờ là tôi muốn private team, gọi là tôi mới mới thỏa mãn. Anh nghĩ nếu thật sự nha, nếu hôm nay hiện nay ngay giờ ngày mai mà anh ra anh mua cái private jet mà nó đậu ở Tân Sơn Nhất thì cái cuộc sống nó anh cũng y chang như vậy nè, nó không có khác đổi gì đâu, đúng không? Nó không khác gì cả. Vì vậy tại sao mình anh phải bỏ ra cái công sức đó? Bây giờ anh bay đâu? Ví dụ ngày mai anh có bay, anh đi bay đâu? Thứ nhất là em bay, em không bay đi Âu Châu được nha, em chỉ bay ngắn thôi à, em chỉ bay từ đây qua Ấn Độ em mới xuống, em đổ xăng em mới lên lại. Còn còn anh cũng đã từng đi private jet từ Dubai qua tới Campuchia, đi từ Dubai qua tới tới Phi Châu luôn. Thì thật sự em đi hiện nay theo anh á là anh đi first class sướng hơn nhiều. Có là mình sẽ vẽ ra cái sướng cho mình trước, mình thấy nó sướng. Còn mình mà cảm giác ô mình không sướng, mình đi first class mình còn than phiền, thôi mình muốn mua cái private jet thì không bao giờ em sẽ hạnh phúc. Còn theo anh thì anh chỉ hạnh phúc những cái gì anh đang có. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Bản thân em cũng học được rất là nhiều qua những cái chia sẻ của anh, và chắc là bây giờ em cũng không dám làm phí mất thời gian của anh nữa. Em sẽ được kết thúc cái phần phỏng vấn của mình tại đây. Yeah. Dạ cảm ơn anh. Okay. Dạ rồi. Thank you. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn anh.